Gary, anh vừa nói với em là anh là người vô gia cư đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thể chia sẻ với tụi em về điều đó được không? Tôi và vợ tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Anh có thể nói to hơn một chút được không? Em không có nghe thấy gì cả. Xin lỗi anh. Tôi chia tay với vợ tôi và giờ thì tôi sống ở trên phố như thế này. Điều đó xảy ra là bao giờ anh? Vào năm 2016. Và 2016 hả? Thế là cũng 4 năm rồi đấy chứ anh. Thì trước thì anh ở đâu anh? Hay là gọi là quê anh ở đâu? Quê tôi ở Bremerton. À Bremerton hả? Chỉ là bên kia của cái vịnh này thôi mà. Vậy là anh chỉ có chia tay với vợ cũ của anh, xong rồi là anh chuyển ngay ra đường, ra ngoài phố sống như thế này. Đúng rồi. Thế còn cái nơi ở cũ mà hai anh chị sống cùng nhau trước đó thì sao? Ồ, vợ tôi cũng sống ở trong một cái căn hộ dành cho những người có thu nhập thấp mà cũng phải chia chác nữa, đâm ra cũng khó. Ồ, thế ạ? À? Thế anh chị có con cái thì không ạ? À? Chúng tôi có một đứa con gái. Thế hiện giờ em ấy đang ở đâu anh? À, tôi và vợ cũ của tôi đều là những người vô gia cư, nên... Giờ anh có biết con gái của anh đang ở đâu không? Không. Thế lần cuối anh gặp con gái của anh là bao giờ? Tôi chưa gặp nó cũng một thời gian dài rồi đó. Thế con gái của anh năm nay là khoảng bao nhiêu tuổi anh? 18. Wow, 18 độ tuổi đẹp quá trời. Thế Gary, lần cuối anh làm việc có công việc là bao giờ? Làm việc ấy hả? Dạ đúng rồi. Thứ tư tuần trước đó. Ồ, chỉ có thứ tư tuần trước à? Anh cũng làm việc. À đúng rồi, cái anh đen ở đầu kia em vừa nói chuyện có nói là anh làm việc về xây dựng đúng không ạ? Đúng rồi. Gary, anh là một người vô gia cư. Thế thì hiện giờ anh đang ngủ ở đâu? Tôi ngủ ở trong một nhà để xe công cộng. À, ở trong một nhà để xe ạ? À? Thực ra là cũng tốt hơn rất là nhiều người, người ta phải ngủ ở trên phố tại vì nó có thể tránh mưa, tránh gió đúng không ạ? Anh có đủ chăn gối các thứ không? Đây có phải là tất cả cái hành lý của anh không? Tôi có một cái chăn nhỏ trong cái túi này và cái chăn lớn thì nó nằm ở đầu kia. Vậy thì trung bình mỗi tuần anh làm việc bao nhiêu giờ anh? 40 giờ đó. Wow, 40 giờ cơ ạ. Thế là cũng tốt đấy chứ anh. Có công việc như thế này tại sao anh lại không kiếm nên một căn hộ mà sống? Ôi, đắt lắm. Anh có thể kiếm được một chỗ nó rẻ hơn rất là nhiều tại vì là anh làm việc 40 giờ một tuần mà anh có thu nhập. Cái công việc này thì tôi mới làm được có 3 tháng thôi. À, thế ạ. Cái chỗ anh làm việc thì nó có cố định không hay nó thay đổi từng ngày một? Tôi làm việc ở một chỗ thôi chứ không có thay đổi. Thật ra cái trường hợp của anh Gary khá là thú vị luôn. Anh là người vô gia cư nhưng mà anh lại có công việc để làm 40 giờ một tuần. Rất là hay. Đúng rồi. Em thấy cái trường hợp của anh Gary là đáng ngưỡng mộ đó. Tại vì anh vô gia cư mà anh còn kiếm việc làm mà 40 giờ một tuần cơ. Nhưng mà em rất lấy làm tiếc về cái cuộc sống riêng tư của anh. Em nghĩ là anh kiên trì và nếu anh cứ có ý chí như thế này thì một ngày anh sẽ có cái được cái cuộc sống mà anh muốn đó. Gary, thế còn vấn đề thức ăn thì sao? Hàng ngày anh ăn uống như thế nào? Tôi kiếm được đồ ăn. À, những cái đồ ăn này là anh trả hay là miễn phí hay như thế nào? Ồ, tôi mua chứ. Hay quá anh. Gary, anh có biết là cái tổ chức từ thiện tên là những bữa ăn dành cho cộng đồng, người ta cử cái xe tải và những tình nguyện viên đến đây vào thứ hai hàng tuần từ 5 giờ chiều đến 6 rưỡi tối để phân phát đồ ăn cho những người vô gia cư và những người có nhu cầu, anh có biết đúng không? Đúng rồi. Thế anh nói là anh ở trong cái bãi đậu xe thì cái bãi đậu xe nó nằm ở khu vực nào trong thành phố anh? À, nó nằm ở trên phố số 4 và Columbia.
Gary, anh nói là anh sinh ra ở Bremerton ở tiểu bang Washington này. Thì anh có anh chị em thì không? Tôi có một chị gái. Hiện giờ thì chị ấy đang ở đâu? Chị tôi sống ở tiểu bang Missouri. Vậy thì lần cuối cùng anh gặp chị ấy là bao giờ? Lễ tạ ơn là 2 ngày trước anh. Chắc là cũng phải từ năm 1994 đó. Trời ơi. Trời, anh không có gặp chị gái của anh từ cái năm 1994. Ây dày dày. Gary, anh đang xem gì trên điện thoại của anh đó? Có 2 điện thoại lần. À, tôi đang sạc điện thoại thôi. À, chứ không phải là anh xem là có cuộc hẹn với cô nào vào tối nay hả? Well, anh biết không, anh còn trẻ mà anh lại còn độc thân chứ, anh cũng xứng đáng cũng có một hạnh phúc riêng chứ, đúng không? Hôm nay trời khá là lạnh đó. Thế vậy thì anh ra đây là có chuyện gì không, Gary? Tôi thì tôi đi kiếm đồ ăn này. Xong rồi tôi dùng nhà vệ sinh này. Xong rồi tôi ra đây, cái chỗ mà tôi hay ngồi hay đứng này. À, vậy là chỗ này là chỗ mà anh hay lui tới thường xuyên. Ok. Em có thấy là anh đọc báo và em rất là thích cái điều này, tại vì nó làm cho anh cái trí não hoạt động, mà hàng ngày thì anh lại làm việc nữa, đâm ra là anh có cả thể xác lẫn tinh thần anh đều hoạt động thì nó rất là tốt. Ô, tôi phải hoạt động chứ, chứ tôi không có giống như rất là nhiều người vô gia cư khác. Đúng rồi anh, anh tuyệt vời đó. Vậy thì anh có nhận được cái sự hỗ trợ nào của chính phủ không anh? Không không. Ôi tệ thật. Anh cũng có thể nộp đơn để xin được cái căn hộ dành cho những người có thu nhập thấp như là cái anh đen mà em vừa nói chuyện đầu kia mà. Được rồi, anh có thể không trả lời cái câu hỏi nào mà anh muốn mà. Thế anh có bạn bè gì không anh Gary? Có một số người. Dạ cũng được đó anh. Thế 2 ngày trước là cái ngày lễ tạ ơn mà người ta sử dụng cái thời gian rồi dùng bữa ăn đối với những người thân, thì hôm đó thì anh làm những gì? Tôi ra ngoài này chơi. Anh có bao giờ muốn hay là mong ước được gặp lại chị gái, con gái và vợ cũ của mình không? Không. Ồ thế ạ. Thế còn vấn đề bảo hiểm thì sao? Anh có nhận được bảo hiểm của chính phủ không? Không. À cũng không hả? Thế anh đã bao giờ thử nộp đơn để xin những cái quyền lợi như vậy không? Anh cũng làm việc này, thì anh cũng được cho là một người có thu nhập thấp thì anh có thể có được những cái quyền lợi như này chứ? Thế có nghĩa là anh không có khám sức khỏe thường xuyên à? Không thường xuyên hả anh? Thế hiện giờ thì hàng ngày anh tắm rửa ở đâu và như thế nào? Ôi, tôi chỉ có rửa ráy bản thân mình thôi. Có nghĩa là ở trong cái nhà vệ sinh công cộng như cái ở đầu này ấy hả? Anh có nghĩ là cái cuộc sống, cuộc đời này nó khắc nghiệt không? Nó cũng khắc nghiệt. Đúng rồi anh. Nhưng mà tôi cũng quen với nó rồi. Nhưng mà nhìn anh thì có vẻ là một người rất là trầm tĩnh. Đúng không ạ? Gary, nếu hiện giờ anh có 3 điều ước thì anh ước những điều gì? À, 3 điều ước hả? Tôi ước là có một người đàn bà để chia sẻ cuộc sống. Thứ hai là một căn hộ. Và thứ ba là có đủ tiền để trang trải để sống qua ngày. Thì có một cuộc sống rất là bình dị thôi. Em nghĩ là cái mấy cái 3 cái điều ước của anh rất là có lý luôn. Đơn giản mà em nghĩ anh hoàn toàn có thể làm được. Anh có nghĩ vậy không? Anh nghĩ anh có thể làm được không? Tại anh còn rất trẻ mà, chắc chắn là anh có thể làm được, em nghĩ vậy. Nhá.
Vậy là hàng ngày anh ra đây, trước giờ đi làm, sau giờ đi làm và những ngày không đi làm đều ra đây hả? Đúng rồi. Trước cái đại dịch Covid bắt đầu trước tháng 3 đó thì tôi cũng ra cái thư viện ở trên Seattle Center này để đọc, nhưng mà đó từ hồi đó đóng cửa rồi thì bắt đầu tôi ra đây. Ok, Gary, em có thể giúp gì anh? Không, anh chẳng cần gì. Anh có cần tất không? Tất đi đó. Tất thì được. Được rồi, em sẽ tặng anh một gói tất mới để giữ cho anh ấm. Em rất là thích cái mũ xây dựng của anh màu xanh kia, rất là hay. Và cái áo của anh cũng có vẻ như là kiểu đồ cổ đó, nhìn hơi bị cool luôn á. Ok, em cảm ơn anh rất là nhiều vì cái cuộc trò chuyện này nhá. Thế cái video này sẽ dùng vào việc gì? Lúc nãy em có cho anh cái anh đen ngồi đầu kia cái mà em đang làm, đã và đang làm, là em đi quay và làm lên những cái video về những người vô gia cư trong thành phố Seattle của mình. Và trong em có hai kênh, một kênh là tiếng Việt là ngôn ngữ của em, và cái kênh em mới làm, cái kênh tiếng Anh, thì chỉ có đăng những cái video tiếng Anh thôi. Thì em có khoảng 8 video rồi đó. Thì tại vì là em có xem một cái anh ở dưới tiểu bang Cali, anh cái làm chuyên về những người vô gia cư ở toàn đất nước Hoa Kỳ này luôn, mà anh ấy làm được cách đây là 7-8 năm rồi, và một số video của anh ấy cũng có đến hàng triệu view. Thì là em có được cái cảm hứng từ cái kênh của anh đó, và em bắt đầu làm cái kênh này từ hồi tháng 9. Chuyện cũng muốn là chuyên sâu về cái vấn đề vô gia cư anh ạ. Em vừa nói chuyện với một anh ở đầu kia và giờ em nói chuyện với anh, thế là em có hai người, hai nhân vật cho cái hai video tới của em. Đó là cái mà em đã và đang làm nhá. Ok, em cảm ơn anh rất là nhiều. Ôi không có gì đâu. Ok anh Gary, đây là mấy đôi tất mới em tặng anh. Em chúc anh thật là nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, và chúc anh là đạt được cái mong ước mà anh mới đặt ra nhé. Chúc anh một buổi tối tốt lành. Chào anh. Ok, bye em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Nếu như các bạn có những cái góp ý hay bình luận gì thì cứ post xuống phía dưới và Leo sẽ trả lời các bạn một cách thẳng thắn nhất. Và nếu như các bạn thích cái video này thì hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ Leo, để Leo có thêm cái động lực để làm ra những cái video hay hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you and see you next time. Hẹn gặp các bạn vào những cái video kế tiếp. Bye bye.